trận đấu ngày hôm nay, tôi là bình luận viên Anh Quân, cùng chia sẻ đam mê bóng đá và tìm ra đội chiến thắng hôm nay. Được rồi, tiếng còi khai cuộc đã cất lên. Pogba, Morata, một khởi đầu may mắn. Ghi bàn sớm như vậy, thế trận sẽ rất hấp dẫn, đối thủ chắc chắn sẽ đáp trả. Đây sẽ là một trận đấu cởi mở và không nhiều bàn thắng. Fabian muốn thay đổi cách tấn công. Salah, Morata, thủ môn đã giữ vững được cầu môn. Jimenez chuyền bóng về phía sau và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Pedro, Suarez, Morata, bóng đang trong tay của thủ môn. Pha cản phá này trông có vẻ dễ nhưng thực tế rất khó, thủ môn phải rất nhanh nhẹn như những gì anh ấy đã thể hiện. Pedro, Salah thể hiện kỹ năng dây bóng bậc thầy. Cú sút xa rất mạnh, rất nguy hiểm. Nói thật tôi không chắc liệu những cú sút xa như vậy có phải là chiến thuật đã được sắp xếp để thử thách thủ môn hay không, hay đội họ thực sự không có phương án khác. Nhưng hiệu quả rõ ràng không như mong đợi, họ cần thay đổi chiến thuật. Gonçalo, Guedes, Lema, chuyền bóng sang bên cánh. Suarez pha sút bóng cực mạnh, anh ấy ghi một bàn thắng đẳng cấp thế giới. Có thể chúng ta đang chứng kiến một trận đấu kinh điển nữa. Tôi không dám dự đoán tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng sự đoàn kết và quyết tâm của họ, tất cả mọi người đều thấy rõ. Son, Morata pha bóng mang đẳng cấp thế giới. Anh chuyền bóng sang cánh rất khéo léo. Gonçalo, Guedes, Gonçalo, Guedes, Pedro, Thomas Lema, bóng trúng cột dọc bật ra. Morata, Gonçalo, Guedes, bóng được chuyền sang cánh. Guedes, bóng đã được thủ môn kiểm soát tốt. Thi đấu rất nỗ lực nhưng không tạo ra uy hiếp cho khung thành đối phương. Cú sút này tôi nghĩ có thể mang lại một chút tự tin cho họ. Hiệp một kết thúc, một hiệp đấu hấp dẫn không thể rời mắt. Ok, trận đấu sẽ được tiếp tục ngay bây giờ. Hiện tại màn trình diễn rất hấp dẫn, mọi vị trí trên sân đều thể hiện rất tốt. Tôi nghĩ họ đang cân nhắc cách duy trì màn thể hiện và năng lượng trong hiệp 2 như đã có trong hiệp 1. Quăng chân sút. Hiệp 2 thú vị ngay từ khi bắt đầu. Mặc dù không biết huấn luyện viên đã nói gì trong phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hiệp, nhưng rõ ràng đã mang lại hiệu quả. Sút xa. Một pha volley đẹp mắt uy hiếp khung thành. Muốn tạo ra pha bóng nguy hiểm rất cần một người chịu khó chạy chỗ như thế này. Anh chuyền bóng sang cánh rất khéo léo. Nelson Semedo, tấn công nhanh. Lema, độ chính xác của đường chuyền cần phải được cải thiện.
Lerma, bóng được chuyền sang cánh. André Silva, dứt điểm. Lại thêm một cơ hội. Từ góc độ kỹ thuật mà nói, cú sút xa này thực sự rất chất lượng, chỉ là hơi thiếu một chút may mắn mà thôi. Gonçalo Guedes, André Silva, Suarez, quá hấp dẫn, tình thế lại một lần nữa bị đảo ngược. Son, nên chuyền bóng thật nhanh, đồng đội đã đứng chuẩn bị sút. Pha dứt điểm không tồi, thật đáng kinh ngạc. Một góc sút cực kỳ hẹp, nhưng anh ấy vẫn bất ngờ tung ra cú sút và đã thành công. Jimenez chuyền lại cho thủ môn và tổ chức lại. Danilo Pereira, bóng được di chuyển sang cánh. Anh ấy biết mình chuyền bóng không tốt. Lerma muốn thay đổi cách tấn công. Suarez, Van Dijk, Fabian, Suarez, Cristiano Ronaldo, một mình dễ bỏ. Cristiano Ronaldo, Lerma, André Silva, cú phạt cướp bóng vô cùng đẹp mắt và trọng tài ra hiệu không hề có lỗi. Suarez, Son, Mbappe, Lopez,